Giữa phố thị ồn ào, náo nhiệt, có một phiên chợ đặc biệt tái hiện phong cách chợ miền Nam, đó là phiên chợ xưa, được tổ chức mỗi tháng một lần tại khuôn viên nhà hàng ẩm thực Chay, Phước Lạc Duyên, thành phố Tây Ninh. Phiên chợ xưa nhằm khơi dậy và lưu giữ không gian văn hóa đặc sắc của người Việt, nhắc nhở thế hệ trẻ hướng về cội nguồn với những nét đẹp văn hóa truyền thống, kết hợp với nhiều trò chơi dân gian như banh đũa, lò cò, ô ăn quan, cướp cờ, bắn bi, nhảy sạp, đi cà kheo, ném vòng vào đầu ngỗng, v.v. Video đây cô thấy là có xe bò nè, rồi có rơm nữa, thả rơm đầy hết trơn, mà mấy người bán sạp nè, sạp y như chợ xưa mình á, không phải là mình đi bút phê ở đâu, thì y chợ xưa mình á, rất là hay, rất là đẹp, tôi rất là thích luôn á. Tôi đi gần tính tháng nào trong tới ngày tôi cô đi á. Như vợ nhớ những cái kỷ niệm là hồi xưa là mình ăn những cái món mà ông bà cha mẹ làm cho mình ăn đó, bây giờ nó cũng như là món ăn truyền thống xưa giờ vậy đó, các loại món ăn rất là ngon, rất là hào hứng. Tôi thích như thế này, tôi thích cũng như là tháng nào cũng tổ chức như vậy á. Sản phẩm bán tại chợ được tính đồng giá 10.000 đồng. Phiên chợ chỉ chuyên về ẩm thực Chay hoặc các sản phẩm như bánh, mứt, xôi, chè, trái cây, nước giải khát. Các sản phẩm truyền thống, đặc sản địa phương gắn với nghệ thuật chế biến món ăn Chay của Tây Ninh vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Em thấy rất là vui mà được quay về tuổi thơ nữa, rất là nhiều món ăn. Em tham gia trò chơi như là nhảy dây, đi cà kheo, rồi chở vòng vô đầu vịt. Em thấy rất là vui. Dẫu cuộc sống ngày nay có nhiều đổi thay, nhưng những phiên chợ xưa vẫn mang đến nhiều giá trị văn hóa, gợi nhớ những ký ức xưa cũ trong tâm hồn mỗi người, đặc biệt mỗi dịp Tết đến xuân về. Phiên chợ được người dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực. Đây cũng là địa điểm thu hút khách du lịch khi đến trải nghiệm các sản phẩm du lịch tại tỉnh Tây Ninh. Dạ, cái này là quầy đặc sản, tháng nào cũng tham gia hết. Ở đây thường là khách du lịch cũng có, khách ở đây cũng có. Với lại mấy cái này toàn là đặc sản Tây Ninh nên khách người ta sẽ mua nhiều. Phiên chợ xưa giữa lòng thành phố Tây Ninh là nơi lưu giữ nét văn hóa của vùng miền, tái hiện một phần cuộc sống của thế hệ đi trước trong những năm tháng gian khổ, đồng thời truyền tải thông điệp cho thế hệ trẻ hiểu rõ hơn và biết trân trọng những giá trị xưa cũ.